Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Nơi đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một ngày mới mạnh khỏe và vạn sự như ý. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là sạc không dây, mời mọi người cùng đón xem nhé. Các bộ sạc không dây đang dần trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Chúng là một phụ kiện cần có và hữu dụng cho điện thoại thông minh. Tuy nhiên, bạn có thể lăn tăn rằng có cần thiết phải sắm một bộ sạc không dây hay không khi bạn đã có một bộ sạc thông thường trong túi. Chúng tôi sẽ bật mí cho bạn những lý do tại sao bạn nên sử hữu một bộ sạc không dây bên mình. Sạc không dây wireless Walgreens 15W thiết bị cũng vô cùng dễ sử dụng khi người dùng chỉ cần đặt lên và dùng mà không cần thêm nhiều thao tác phức tạp nào khác. Sạc nhanh không dây QI cung cấp mức sạc nhanh hơn tới 40% so với sạc dây thông thường, không gây hại pin điện thoại, chip xử lý thông minh cao cấp, đảm bảo sạc an toàn, bảo vệ khỏi quá điện áp, quá tải, quá nhiệt và ngắn mạch. Sạc nhanh không dây đa năng phù hợp cho tất cả các dòng điện thoại có hỗ trợ sạc không dây. Thiết kế đẹp, tinh xảo, chất liệu mặt nhám chống trượt với thiết kế an toàn nguồn điện đầu vào riêng, không ảnh hưởng đến thiết bị khi đang sử dụng. Tiết kiệm không gian, giảm sự bừa bộn từ bàn làm việc đến giường của bạn. Chế độ sạc nhanh loại C tiết kiệm thời gian, tích hợp sẵn sạc nhanh không dây với đầu ra 15W. Có đèn LED báo hiệu đang sạc là màu xanh dương, đã sạc đầy là màu xanh lá và không hỗ trợ sạc là màu xanh dương nhấp nháy. Và sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam. Bộ sản phẩm bao gồm một đế sạc không dây, một củ sạc nhanh, một cáp sạc loại C, một bộ hướng dẫn sử dụng, một hộp sản phẩm. Chế độ bảo hành là bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng và một đổi một nếu có lỗi của nhà sản xuất và hỗ trợ tư vấn là 24/7. Cam kết về chất lượng sản phẩm hoàn tiền 100% nếu hàng không đạt yêu cầu, kém chất lượng, sai mẫu mã. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.